Thầy chào các em học sinh lớp 9. Chúng ta lại gặp nhau. Chúc tất cả các em có sức khỏe và tinh thần tốt để tập trung học tập. Ở tiết trước, thầy đã hướng dẫn các em ôn tập chủ đề 2, nhiễm sắc thể, vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. Hôm nay, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập chủ đề 3, ADN và gen, vật chất di truyền ở cấp độ phân tử. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của phân tử ADN, ARN và protein. Về đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN, quan sát hình, các em thấy ADN được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ADN là đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân. Đơn phân của ADN là các nucleotide, gồm có 4 loại là A, T, G và X. Về cấu trúc, ADN là một chuỗi sắn kép gồm hai mạch polynucleotide song song. Một chu kỳ xoắn của ADN gồm 10 cặp nucleotide dài 34 angstrom và đường kính là 20 angstrom. Các nucleotide trên hai mạch liên kết với nhau thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro và ngược lại. Về tính đặc thù, ADN của mỗi loài sinh vật đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide. Với 4 loại nucleotide sắp xếp theo nhiều cách khác nhau đã tạo ra vô số loại phân tử ADN khác nhau. Về mặt chức năng, ADN có chức năng lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Về đặc điểm cấu tạo của phân tử ARN cũng được cấu tạo từ 5 nguyên tố hóa học giống như ADN, đó là carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ARN cũng thuộc loại là đại phân tử nhưng có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN rất nhiều. ARN cũng được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm hàng trăm, hàng nghìn đơn phân. Đơn phân của ARN cũng là các nucleotide gồm có 4 loại A, U, G, X. Về cấu trúc, ARN chỉ gồm một mạch polynucleotide. Cũng như ADN thì ARN cũng đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide. Về chức năng, ARN gồm 3 loại, thực hiện 3 chức năng khác nhau. ARN thông tin có chức năng là truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein. ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợp protein. ARN ribosome là thành phần cấu tạo nên ribosome. Về cấu tạo của protein, protein thì được cấu tạo từ 4 nguyên tố hóa học là carbon, hydro, oxy và nitơ. Protein cũng thuộc loại đại phân tử, có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của protein là các axit amin, có hơn 20 loại axit amin. Về cấu trúc, protein có 4 bậc cấu trúc: bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4. Cấu trúc bậc 1 là trình tự sắp xếp các axit amin trong cái chuỗi axit amin. Cấu trúc bậc 2 là chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò xo đều đặn. Cấu trúc bậc 3
là hình dạng không gian 3 chiều của protein do cấu trúc bậc 2 của un xít tạo thành kiểu đặc trưng cho từng loại protein. Cấu trúc bậc 4 gồm 2 hay nhiều chuỗi axit amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau. Lưu ý với các em, trong 4 bậc cấu trúc của protein, cấu trúc bậc 1 có vai trò quyết định tính đặc thù của protein. Cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4 là hai dạng cấu trúc giúp cho protein thực hiện được chức năng của mình. Về tính đặc thù, protein đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin. Ngoài ra, protein còn đặc thù bởi cấu trúc không gian. Về chức năng, protein là thành phần cấu trúc của tế bào, có tác dụng xúc tác, điều hòa các quá trình trao đổi chất, bảo vệ cơ thể, vận động và cung cấp năng lượng, biểu hiện thành tính trạng. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập lại quá trình tổng hợp ADN, ARN và protein. Đầu tiên là quá trình nhân đôi của ADN. Quá trình nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào tại nhiễm sắc thể ở kỳ trung gian, gồm có 3 bước. Bước 1, ADN tháo sắn nhờ enzyme tháo sắn. Hai mạch ADN tách rời nhau, tạo ra chạc chữ Y. Bước 2, tổng hợp hai mạch ADN mới theo chiều 5' đến 3', nhờ enzyme ADN polymerase. Các nucleotide trên hai mạch của ADN liên kết với các nucleotide trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại. Ở trên mạch khuôn, mạch gốc theo chiều 3' đến 5', thì mạch ADN mới được tổng hợp liên tục. Ở trên mạch khuôn, mạch bổ sung theo chiều từ 5' tới 3', thì mạch ADN mới được tổng hợp gián đoạn, gọi là đoạn Okazaki, và được nối lại bằng enzyme nối ligase. Bước 3, tạo thành hai phân tử ADN. Trong mỗi phân tử ADN con thì có một mạch ADN của mẹ, mạch cũ, và một mạch mới vừa được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào, gọi là nguyên tắc bán bảo tồn. Quá trình tổng hợp ARN. Quá trình tổng hợp ARN cũng diễn ra trong nhân tế bào tại nhiễm sắc thể vào kỳ trung gian. Đầu tiên, gen tháo sắn. Dưới tác dụng của enzyme ARN polymerase, hai mạch đơn của gen tách dần nhau ra. Các nucleotide trên mạch khuôn vừa tách ra liên kết với các nucleotide tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Sau khi tổng hợp xong, ARN tách khỏi gen, rời nhân, đi ra tế bào chất để tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Quá trình tổng hợp protein. ARN thông tin rời khỏi nhân ra tế bào chất. Tại đây, ribosome tiếp xúc với ARN tại vị trí mã mở đầu A, U, G để tổng hợp chuỗi axit amin. Các ARN vận chuyển, một đầu gắn với axit amin, đầu kia mang bộ ba đối mã, tiến vào ribosome, khớp với bộ ba trên ARN thông tin theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại. Đặt axit amin vào đúng vị trí. Khi ribosome dịch chuyển một nấc trên ARN thông tin, mỗi một nấc là tương ứng với 3 nucleotide, thì một axit amin được tạo thành. Khi ribosome dịch chuyển hết chiều dài của ARN thông tin, thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong. Hoặc khi gặp bộ ba kết thúc, thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong. So sánh,
về quá trình nhân đôi của ADN. Quá trình tổng hợp ARN còn gọi là quá trình phiên mã. Quá trình tổng hợp protein còn gọi là quá trình dịch mã. Về vị trí, quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã tổng hợp ARN diễn ra trong nhân tế bào đối với sinh vật nhân chủng. Quá trình dịch mã tổng hợp protein diễn ra ở tế bào chất. Về nguyên liệu tham gia vào quá trình nhân đôi của ADN gồm có 4 loại nucleotide là A, T, G, X. Nguyên liệu chính tham gia vào quá trình tổng hợp ARN gồm có 4 loại nucleotide là A, U, G, X. Nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp protein là acid amin. Về kết quả, quá trình nhân đôi của ADN tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ. Quá trình tổng hợp ARN tạo ra 1 ARN, có thể là ARN thông tin, ARN vận chuyển hoặc ARN ribosome. Quá trình tổng hợp protein tạo ra một chuỗi polypeptide. Về so sánh các đặc điểm khác, quá trình nhân đôi của ADN thì có 2 mạch tham gia và theo 3 nguyên tắc: nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc giữ lại một nửa. Quá trình tổng hợp ARN chỉ diễn ra trên một mạch gốc của gen tham gia vào quá trình này. Theo 2 nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Quá trình dịch mã, một ARN thông tin có thể tạo ra nhiều chuỗi polypeptide giống nhau. Quá trình tổng hợp protein theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Về mối liên quan, quá trình nhân đôi của ADN, quá trình phiên mã tổng hợp ARN và quá trình dịch mã tổng hợp protein. Quá trình nhân đôi của ADN dựa trên 2 mạch khuôn của ADN mẹ, vì vậy mà tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ. Quá trình tổng hợp ARN thông tin dựa trên khuôn mẫu là gen trên ADN, vì vậy mà trình tự sắp xếp các nucleotide trên ADN sẽ quy định trình tự sắp xếp các nucleotide trên ARN thông tin, qua đó quy định trình tự các acid amin cấu thành protein. Protein tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lý của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Các em sinh thân mến, vừa rồi thì thầy đã cùng với các em ôn tập lại về cấu trúc của phân tử ADN, ARN, protein cũng như là quá trình tổng hợp ADN, ARN và protein. Tiếp theo, chúng ta sẽ củng cố ôn tập lại nội dung của kiến thức trong tiết hôm nay. Câu 1. Trong tế bào, nucleotide loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây? A. ARN thông tin. B. ARN vận chuyển. C. ARN ribosome. Và D là ADN. Trong ADN thì được cấu tạo từ 4 loại nucleotide là A, T, G, X. Còn ARN được cấu tạo từ 4 loại nucleotide là A, U, G, X. Cho nên đáp án đúng là đáp án D. Timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN. Câu 2. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của phân tử ADN dẫn tới kết quả. A. A bằng X, G bằng T. B. A cộng T bằng G cộng X. C. A bằng G, T bằng X. D. A cộng G bằng T cộng X. Thì theo nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của phân tử ADN thì A liên kết với T, G liên kết với X. Vì vậy mà số nu loại A sẽ bằng với số nu loại T, số nu loại G bằng với số nu loại X. Đáp án đúng là phương án D. A cộng G sẽ bằng với T cộng X. Câu 3. Quá trình nhân đôi của phân tử ADN xảy ra ở kỳ nào trong nguyên phân?
thì cả quá trình nhân đôi của phân tử ADN và quá trình tổng hợp ARN đều diễn ra ở kỳ trung gian. Câu 4. Phân tử nào có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần được tổng hợp? A là ADN, B ARN thông tin, C ARN vận chuyển, D ARN ribosome. Đối với ADN thì có chức năng là lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. ARN thông tin thì có vai trò là truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein cần tổng hợp. ARN vận chuyển có vai trò là vận chuyển axit amin đến nơi tổng hợp protein, và ARN ribosome là thành phần cấu tạo nên ribosome. Đáp án đúng là B. Câu 5. Trong quá trình tổng hợp ARN, nucleotide loại A của gen liên kết bổ sung với nucleotide nào của môi trường nội bào? Đối với quá trình tổng hợp ARN, A của gen sẽ liên kết bổ sung với nucleotide U của môi trường nội bào, và G sẽ liên kết với X. Đáp án đúng là C. Câu 6. Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là A. Adenine, B. Uracil, C. Guanine và D. Acid amin. Thì đơn phân cấu tạo nên phân tử protein chính là các acid amin. Có hơn 20 loại acid amin. Và protein của mỗi loài sinh vật nó đặc thù bởi số lượng, thành phần, trình tự sắp xếp các acid amin và cấu trúc không gian của protein. Câu 7. Bậc cấu trúc không gian nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù về cấu trúc của protein? A. Cấu trúc bậc 1, B. Cấu trúc bậc 2, C. Cấu trúc bậc 3, D. Cấu trúc bậc 4. Thì trong 4 bậc cấu trúc của protein, cấu trúc không gian bậc 1 có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù về cấu trúc của protein. Còn cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4 thì thể hiện cái chức năng của protein. Câu số 8. Có một phân tử ADN con tự nhân đôi 3 lần. Số phân tử ADN được tạo ra sau quá trình nhân đôi bằng A là 5, B là 6, C là 7 và D là 8. Thì một phân tử ADN nhân đôi một lần sẽ tạo ra được 2 mũ 1 ADN con. Nhân đôi 2 lần sẽ tạo ra 2 mũ 2 ADN con. Và nhân đôi 3 lần thì tạo ra 2 mũ 3 ADN con. 2 mũ 3 là bằng 8. Nếu nhân đôi N lần thì sẽ tạo ra 2 mũ N phân tử ADN con. Câu 9. Ribosome khi dịch chuyển trên ARN thông tin theo từng nấc tương ứng với bao nhiêu nucleotide? A. 1 nucleotide, B. 2 nucleotide, C. 3 nucleotide và D. 4 nucleotide. Thì khi ribosome dịch chuyển trên ARN thông tin, một nấc sẽ là tương ứng với 3 nucleotide.